Xin chào các bạn, thì khi bây giờ mình sẽ với các bạn cái rượu mà ngâm bồ cạp nha các bạn. Bồ cạp nè, với lại kỷ tử là với lại con bảo củi các bạn. Rượu này là uống thì trị phong phong tê khớp, rồi đau lưng nhức mỏi nữa. Cái này thì nói chung là uống ông uống bà khen nha các bạn. Cái này là kỷ tử nè, có kỷ tử với lại bồ củi với lại cái con bồ cạp á. Thì khi mà cái bạn ngâm bồ cạp thì cái nọc nó ra thì nó sẽ hòa tan với cái rượu này nè đó. Mặc dù cái nọc nó độc nhưng mà nó có cái chức năng riêng đó. Thì ngay khi mà ngâm cái này uống thì một ngày các bạn uống chừng một chung rượu mắc trâu thôi nha các bạn nè. Ngâm với rượu đậm đặc á, thì nó sẽ ra những cái màu như thế này nha các bạn đó. Cái này là kỷ tử nè, kỷ tử mình bỏ kỷ tử. Kỷ tử thì nó nói chung là các bạn có thể tìm hiểu trên Google ha. Này uống rất là tốt, kỷ tử rồi các bạn pha trà uống cũng tốt nè, rồi nấu ăn thì bỏ vô cũng tốt nữa, cũng ngon. Nói chung là nó là cái vị thuốc á, rất là tốt nha. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trên Google nha. Ngâm rượu thì cái này là có con hai con bồ cạp nè các bạn, thì mình quay gần cho các bạn nha. Hai bồ cạp nha, đó hai con bồ cạp ha các bạn nè. Để mình lấy ra ánh sáng chiều nó sáng không tới. Là hai hai con bồ cạp với lại hai con bồ củi với lại khoảng 11 12 trái cái trái kỷ tử thôi thì nó sẽ ra như thế này nha. Thì nói này thì ông muốn bà khen nha, các bạn làm một bình nha. Đó, cái này là ông muốn bà khen với các bạn. Các bạn có thời gian làm bị một bình đấy mà cho nó đẹp nha. Mình sẽ cho cái ánh sáng cho các bạn thấy nha, màu rất là đẹp nha. Đó. Nói chung là mình bây giờ buổi chiều tối nè, cái khó thấy lắm nên mình sẽ cho các bạn xem hai hai cái bình rượu nha, hai chai rượu đó. Thấy không các bạn, rất là đẹp nha. Cái này uống là ông uống bà khen nè, uống rất là tốt nha, đàn ông uống rất là tốt nha các bạn. Còn phụ nữ thì có hỏi là hãm cái nước 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 của kỹ tử uống rất là đẹp da đó. Đây là hai con bột cạp. Bột cạp thì các bạn nếu mà tốt nhất các bạn tìm được cái con bột cạp mà nó ở trên cây á, nó ở trên cây nó sạch. Nhưng các bạn ở trên cái cây mà nó ở trong cái vỏ á, thì nó sẽ rất là sạch, nó không bị dính bùn đất rồi. Với lại cái con bột cạp mà nó màu xanh đó các bạn, đen nhưng mà nó màu xanh á, ngâm rượu nó sẽ tốt hơn nha các bạn, chứ không phải bột cạp đen nào cũng đen đâu nha. Có một loại bột cạp là nó đen xanh nha. Mình lúc trước mình tìm thấy có mà không có điện thoại để quay lại, bây giờ mình chỉ nói vậy thôi. Nó ở trên rừng á, nó leo lên cái vỏ cây á mà nó đen xanh nha, nó đen mà nó xanh xanh. Nó rồi đó nó độc nhiều nên là nhưng mà khi ngâm rượu cái độc tính nó tốt nha các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video ha, mình chia sẻ các bạn có ngâm thì ngâm uống nha. Cái này uống các bạn có hỏi cái lên mạng tìm Google á, các bạn search ra cách ngâm rượu bột cạp rồi thì người ta chia sẻ nhiều lắm, mình không nói nhiều nữa, nói lại thì nó xàm lắm đó. Mình chỉ chia sẻ cái màu nó đẹp đẹp như vậy nè cho các bạn, nếu có ý định mà ngâm thì các bạn có thể coi cái màu để tham khảo ha.